Rất là tuyệt vời vì ngày hôm nay chúng tôi không hẹn mà gặp ba Eagle với ba khóa học khác nhau. Nhờ tình cờ là chúng tôi cùng đến đây để thăm một cây lan, và cây lan 3.868 tỷ. Và đó chính là lý do vì sao mà có rất là nhiều người họ đến đây cùng với cái chương trình này. Và nhờ đó mà anh em tôi cũng gặp nhau. Và xin chào anh. Vâng, chào chị Hoài Nam. Rồi, xin chào anh Tam. Chào Nam. Ồ, thế là hai Nam à? Ồ, lại còn sông Nam nữa anh nhỉ? Sông Nam. Đây là Nam Nữ, còn đây là Nam Nam. Vâng ạ. Thực sự là đối với đối với Nam nhé, khi mà Nam đi đến đây ấy, là có một cái linh tính gì khi mà gặp chị Hoài Nam và với đội nhóm của mình đang quay video ở đây. Mình đã cảm thấy có một cái gì nó hơi đặc biệt rồi. Và sau khi mà gặp được anh Tam, thì anh Tam nói rằng là khi là chị Hoài Nam cũng là yêu kem. Một cái điều đấy nó tỏa ra một cái điều gì đó là rất là mạnh mẽ ở một đám đông. Khi mà chị nghe thấy chị Hoài Nam làm video ở ngoài kia và đã thu hút được một đám đông cực lớn để theo dõi chị Hoài Nam làm video, thì Nam cũng cảm thấy rằng là một cái nguồn năng lượng đang tỏa ra rất là mạnh. Mục tiêu cuối cùng của marketing là làm thế nào đó để khách hàng bị thu hút được mình. Khi mà chúng ta học những cái chương trình về sale này, chúng ta học các chương trình về Ultimate Trainer này, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải làm thế nào đó. Marketing là làm sao các hình ảnh của mình lan tỏa với mọi người. Và cái lý do vì sao chúng ta tạo ra cái chậu lan lớn như vậy cũng là để thu hút mọi người. Và cái người nào họ đến với mình bởi vì cái năng lượng thôi. Và Hoài Nam thấy rằng khi Hoài Nam năng lượng như vậy thì cứ hút mọi người tới thôi. Nên là mình sẽ hút được những cái người có cùng trường năng lượng cùng với mình. Mây tầng nào thì chơi với đó, với gió ở tầng đó, đúng không ạ? Và rất là vui là ngày hôm nay thì chúng ta được ngồi đây ở giữa những cái bộ âm chén rất màng, những cái bộ tài lộc phong thủy để giúp chúng ta có thể thu hút tài lộc. Và rất cảm ơn anh Tam, bởi vì anh Tam cũng đã có những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, những sản phẩm phúng chứa rất là tuyệt vời để mà giúp chúng ta có thể có những cái khoảnh khắc của mình uống trà đàm phán cùng với nhau. Và chúng tôi học Eagle thì có rất là nhiều các chiến lược đã được học, và đặc biệt là trong năm nay khoảnh khắc này thì Hoài Nam cũng muốn anh em ta sẽ cùng chia sẻ một chút về cái dự định, cái định hướng của chúng ta trong cái năm 2024 này. Trải qua một năm 2023 là một năm mà cả thế giới, chứ không riêng thì bất kỳ ai, chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn ở trong công việc kinh doanh, trong cuộc sống, và nó gọi là suy thoái kinh tế ở trên toàn cầu. Nhưng mà Hoài Nam có thể cảm nhận được, và bởi vì một người làm về tâm linh, làm về phong thủy thì bắt đầu bước sang tháng 12 là Hoài Nam đã thấy cái năng lượng nó khác rồi. Và đến tháng 1 này thì mình lại càng nó khác hơn, và gần như là bên trong mình có một cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ. Các anh có cảm thấy cái điều đó? Nó có một cái gì đó rất là mạnh mẽ, nó hối thúc chúng ta, đúng không? Mình không thể ngồi yên một chỗ được, mình cứ muốn sụp sôi, mình cứ muốn lao ra ngoài kia. Ở bên trong tâm của mình, đặc biệt là những người đã đi học Eagle rồi, mà chúng ta đều mang trong mình một cái dòng máu là một khát vọng của Y Đại Bàng, và đều muốn là giúp đỡ mọi người và muốn cùng nhau thành công. Thì không biết là trong năm nay thì anh Tam là có định hướng gì không? Rất là cảm ơn Hoài Nam đã chia sẻ cho anh biết là năm nay là năm con số 8, đó là năm của tài chính. Và tôi thì cũng giống như anh chị thôi, năm 2023 vừa rồi thì cũng là một năm khó khăn đối với tôi. Và tôi thì làm kinh doanh trong lĩnh vực đồ thờ, đồ phong thủy. Bên cạnh đó thì là thiết kế những cái món quà tặng cho các doanh nghiệp. Thì tôi cũng đã được tiếp cận rất là nhiều với doanh nghiệp vì họ gặp những khó khăn, thậm chí là họ còn không thiết kế, không có cả cái quà tặng cho khách hàng nữa. Họ đã cắt đến mức như thế. Và nhưng có những công ty mà họ có thiết kế quà tặng, nhưng mà họ đã lựa chọn những cái quà tặng nó nhỏ hơn để nhằm giảm chi phí đến mức tối đa. Thì mình thấy rằng là đây là một cái cơ hội để năm nay là mình bứt phá. Lại được cái niềm tin từ Hoài Nam chia sẻ rằng năm nay là một năm tài chính, năm của con số 8 là số phát. Thì mình rất là vui vẻ và happy, rất là mong chờ những cái dự định mà mình đang còn nghi ngờ. Thì đây là một cái lúc mà mình tự tin để mình bứt phá, mình làm nó. Rất là cảm ơn Hoài Nam, Double Lam này đã đến đây để chia sẻ và trao cho cái nguồn năng lượng tuyệt vời như thế này. Thế còn anh Nam thì sao? Hôm nay anh có cái dự định và kế hoạch gì không? Cảm ơn chị Hoài Nam và cảm ơn anh Tam. Thì với dự định của anh Tam cũng là một cái dự định rất là hay cho năm 2024. Thì đối với Nam, như chị Hoài Nam có nói rằng là đến giai đoạn và đến tháng 1, cái tháng 12 của năm 2023 nó có một cái sự chuyển giao, nó một cái sự một cái gì đó nó thôi thúc ở bên trong nó rất là mạnh. Thì trong tháng 12 thì Nam cũng đã chuyển ra một một cái mô hình mới phát triển, và vừa mới tổng kết tháng 1 xong thì cũng đã gặt hái được cái sự thành công khá là ổn, tức là mình đã
được về chưa thể hoàn thành được cái KPI của tháng 1, nhưng đã nhìn thấy cái sự khởi sắc nó hơn rất nhiều so với năm 2023. Tức là tháng 1 của năm 2024 thì Nam đã có một bước tiến mới trong cái hoạt động kinh doanh của mình, trong cái con đường đi của mình. Thì như chị Hoài Nam nói rằng là trong năm 2024 sẽ là một cái năm có gì đó thay đổi. Thì đối với bản thân Nam thì Nam cũng dựa trên cái trải nghiệm của từ năm 2022, năm 2023 và có những cái định hướng cho năm 2024, thì mình cũng nhìn thấy rằng là cái vấn đề về kinh tế khó khăn nó đi từ năm 2022 chứ không chỉ trong năm 2023. Từ khi mà tháng rơi vào tháng 9 của năm 2022 nó đã bắt đầu nó khó khăn và nó đã đánh một cú hích rất mạnh ở vào cuối năm của năm 2022 và toàn bộ trong năm 2023 là chúng ta gặp khó khăn. Và cái điều này nó gây ra ảnh hưởng tới thị trường và tới đám đông rất là lớn, và mọi người vẫn đang rất là sợ hãi cái chỉ số như ở trên sàn chứng khoán hoặc là các sàn kinh các sàn mà đầu tư chứng khoán hoặc là đầu tư về ngoại hối hoặc là cổ phiếu, thì người ta vẫn đo lường cái chỉ số tham lam và sợ hãi của con người ta với mức chỉ số rất là cao. Đó, và ở không chỉ là ở trên các sàn đâu mà Nam cũng nhìn thấy ở thị trường chung mà những người dân bình thường đâu, họ vẫn đang có một cái gì đó cảnh giác cho năm 2024 và họ vẫn luôn luôn sợ rằng năm 2024 sẽ tiếp tục là năm khó khăn tiếp theo. Đấy, và đánh giá tình hình chung từ bên ngoài, tức là từ cái tình hình kinh tế thế giới do cái những cuộc chiến tranh đang xảy ra ở trên thế giới, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới vấn đề về kinh tế, rồi do các vấn đề về cấm vận nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề về kinh tế, mặc dù Việt Nam đang là con rồng vàng về kinh tế đang phát triển. Năm 2023 của chúng ta vẫn đang là phát triển dương chứ không phải phát triển âm, nhưng chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là Việt Nam đang phát triển dương nhưng lại có một cái cú trượt dài về kinh tế trong năm 2023. Đấy, như anh ta vừa nói rằng là các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không biết rằng là chị Hoài Nam với anh Tam có đi vào miền Nam không, nhưng mà trong thời gian vừa qua Nam có hai chuyến công tác vào miền Nam, thì vào khu vực Bình Dương và Đồng Nai các nhà máy và xí nghiệp đóng cửa nhiều quốc có kể luôn, và công nhân bỏ về quê cực kỳ nhiều trong năm 2023 vừa qua. Đó, vậy thì cái điều đó là cái điều mà cũng sẽ báo hiệu được cái sự khó khăn tiếp theo của năm 2024, mặc dù nó đã có khởi sắc. Đấy, theo chị ở Hòa Nam nói rằng là năm số 8 nó sẽ là sự khởi sắc và sự phát triển, nhưng đối với Nam thì đó cũng là một cái tin vui, tín hiệu. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó chính là trong quá trình kinh doanh, đối với các chủ doanh nghiệp hay là anh chị em chúng ta, nó vẫn luôn luôn là cái thời cơ, nắm bắt được cái thời cơ và cái sự khác biệt trong cái quá trình làm kinh doanh. Điều ở đây là điều tại sao anh chị em mình lại có mặt ở đây, tại sao mà Nanida lại đang làm như thế này mà không phải là các cửa hàng Nam bên cạnh, đúng không? Nó vẫn đáng là sự khác biệt, đúng không ạ? Và như chị ở Hoài Nam nói ngay từ đoạn đầu, đó chính là khi mà chúng ta học về IPS, học về SS hay học Eagle Game của tài khoản Thành Long, thì đó chính là một vấn đề về marketing. Và marketing nó tạo ra sự khác biệt và nó tạo ra một cái những cái cú hích lớn cho những ai mà biết cách làm nó hay là biết cách tạo ra sự khác biệt đó. Đấy, tức là ý của Nam ở đây rằng với cái khó khăn mà chúng ta đã trải qua rồi thì năm 2024 nó cũng có thể là còn một chút nào đó, nhưng với cái sự chuẩn bị của anh em những người có học có được về marketing thì nó chính cái lúc khó khăn đó là cái lúc để chúng ta trỗi dậy mạnh mẽ. Chính xác, và nó cần phải có một cái sự khác biệt. Có sự khác biệt. Nó và sự khác biệt cực lớn trong năm 2024, và ngay cả khi mà kinh tế khó khăn, nếu như chúng ta luôn luôn tạo ra sự khác biệt để nắm bắt thì cái việc phát triển của chúng ta vẫn không bao giờ bị ngăn cản lại. Đó chính là lý do vì sao mà chúng ta có cuốn sách đó là khác biệt hoặc là chết, đúng không? Đúng. Và chúng ta có thể nhìn thấy nếu như mà kinh doanh truyền thống thì chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn, và thực sự là không phải một vài doanh nghiệp đâu mà hàng ngàn các doanh nghiệp đã phá sản và hàng ngàn người đã mất việc trong những năm vừa qua. Và đó chính là cái thời điểm đó là ai mà nắm bắt cơ hội và biết đưa công việc kinh doanh của mình lên trên internet thì người đó thắng. Chính xác. Và thời điểm này nếu như không kinh doanh online thì lấy gì mà nhai, để mà nhai, đúng không? Và câu nói này các anh chị sẽ được nghe lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, bởi vì nếu như chúng ta kinh doanh offline chúng ta phải tốn rất nhiều cái chi phí về mặt bằng, chi phí cố định, chi phí trả lương nhân viên, và đó cũng chính là lý do vì sao mà Hoài Nam đưa toàn bộ công việc kinh doanh của mình lên internet
Vietnet. Mặc dù trước đây cũng là một chủ doanh nghiệp, nhưng mà sau đó thì Hoài Nam thấy rằng mình giống như của chủ nhiều hơn. Thế Hoài Nam chọn cái bước định hướng đó là sử dụng trí tuệ nhân tạo, đưa trí tuệ nhân tạo vào công việc của mình. Thì khi mà mình đưa trí tuệ nhân tạo vào, nó sẽ giúp cho mình giảm thiểu rất là nhiều những cái chi phí về nguồn lực. Và tiếp tục nữa, đưa mọi thứ lên online, thì thay vì mình chỉ có thể bán được ở một cái địa phương rất là hẹp thôi, thì với online chúng ta có thể kinh doanh ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào. Và đặc biệt nữa là có một cái từ khóa Hoài Nam muốn dành tặng cho tất cả các anh chị, đó là xây dựng cộng đồng. Wow. Từ khóa của chúng ta đó là xây dựng cộng đồng. Thì trong 2 năm vừa qua, Hoài Nam hôn đúc với cái ý tưởng nó xây dựng cộng đồng. Và cái cộng đồng của chúng ta cũng cần phải có cái sự khác biệt, đúng không? Và hầu hết các cộng đồng chúng ta có thể tìm thấy ở trên Facebook, trên các nền tảng á, thì ở trong đó họ đưa người vào, sau đó họ cố gắng bán hàng ở trong đó. Nhưng mà với cái định hướng của em trong năm nay á, là em tạo ra một cộng đồng những người cùng nhau làm giàu. Yeah. Và rất nhiều các doanh nghiệp họ đang muốn bán sản phẩm vào nhưng họ không biết cái đầu ra. Và có rất nhiều người họ muốn bán hàng nhưng họ lại gặp một vấn đề, đó là bây giờ ôm hàng, đúng không? Hay là động vốn quá nhiều, hay họ không biết cách bán hàng. Thì việc mà chúng ta chung tay với nhau, mình tạo ra những cái cộng đồng mà mình là người tổ chức cuộc chơi. Anh có sản phẩm của anh có khả năng đào tạo của anh ta có những sản phẩm về gốm sứ rất là tuyệt vời, anh cũng có những cái sản phẩm về phong thủy rất là tuyệt vời. Vậy thì tại sao chúng ta lại làm những cái mảnh ghép riêng biệt mà không phải là mỗi người chúng ta chung tay lại với nhau và cùng build lên với cộng đồng lớn? Và sau đó thì mình khác biệt ở chỗ là mình hướng dẫn cho họ, dạy cho họ cách để kinh doanh. Và lúc đó thay vì họ phải bỏ rất nhiều tiền ra khi họ không có kinh nghiệm để bán hàng, họ không có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng vì họ muốn thay đổi cuộc đời của họ nên họ chết ở chỗ là họ không có tư duy, họ không có kiến thức. Nhưng bây giờ nếu như mình dạy cho họ cái tư duy của mình đã có và tạo cho họ cái môi trường để họ được thực hành, giúp cho họ có thể kiếm tiền ở trong cái môi trường đó. Thì rồi mình có quá trời nhiều sản phẩm, đúng không? Yes. Mình đưa vào nó và tổ chức thêm một cuộc chơi giúp họ có thể bán hàng ở trong đó, và mình sẽ là người tạo ra cuộc chơi. Đó chính là cái mà câu nói muốn đi nhanh thì đi một mình, và muốn đi xa thì phải đi cùng. Và vừa nãy thì Hoài Nam có từ khóa là xây dựng cộng đồng. Như các chị em biết, nếu như anh chị em ở thế hệ 8X này, các chị em hãy tưởng tượng ngày xưa thì chúng ta chỉ cần đem cái lơm úp là có cá rồi, đúng không? Thế nhưng bây giờ chúng ta úp hoài mà không có. Vì thế chúng ta phải tạo ra cộng đồng như một cái ao nuôi cá, và chúng ta ở đó trao giá trị giúp họ cũng biết làm marketing, cũng biết bán hàng, và họ cũng biết kiếm tiền. Và từ đó mình giúp cho họ giải pháp là có sản phẩm để là gọi là cái công cụ để họ kiếm tiền rồi, cái phương tiện họ kiếm tiền. Thì đó là cái cách chúng ta tạo lên cộng đồng và trao giá trị cho họ. Từ đấy thì muốn hái tiền thì hiến tài thôi, đúng không ạ? Tầm lên thì tiền lên, phải không ạ các bạn? Ok. Và cái là cái người nào mà trao được nhiều giá trị nhất thì tự khắc là họ bán được nhiều hàng. Nên là mỗi một người vào trong đó tự dưng họ cũng đều có cái xuất phát điểm là họ muốn trở thành người nổi tiếng trong đó, và họ phải trao giá trị trong đó. Yeah. Được không? Và chúng ta tạo ra một cộng đồng là văn hóa yêu thương, cống hiến và biết ơn. Và một từ khóa nữa mà Nam muốn chia sẻ thêm ở đây, khi mà chị Hoài Nam nói đến cộng đồng, khi mà anh Nam nói đến trao giá trị ở đây, thì cái từ khóa cũng được thầy Phạm Thành Long nhắc trong năm 2024 cũng như là nhiều anh chị em cũng quan tâm nó rất nhiều, đó chính là từ khóa affiliate. Và chúng ta đã chứng kiến được sự bùng nổ của TikTok Shop năm 2023, và chứng kiến được nhà nhà làm affiliate, người người làm affiliate. Và trong năm 2024, Nam tin rằng affiliate nó tiếp tục sẽ là một cơn sốt và sẽ là một cái cách bùng nổ để khiến cho nhiều doanh nghiệp bùng nổ trong quá trình làm kinh doanh, đặc biệt khi mà Facebook đang cho gắn giỏ hàng. Và chắc chắn Nam tin rằng trong năm 2024 Facebook sẽ ra Facebook Shop. Wow. Sớm hay muộn thôi, chứ còn vào thời điểm nào thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ, Nam tin rằng là nó sẽ ra Facebook Shop. Và lúc này nó sẽ là cuộc chiến của Facebook và TikTok. Đương nhiên khi mà cuộc chiến diễn ra, người hưởng lợi là người dùng. Đó, và vậy thì đó là cơ hội cho các bạn có thể là rất dễ dàng bán hàng ngay cả khi bạn nhưng ngồi đồng thời nó cũng có thể là thách thức cho rất là nhiều doanh nghiệp, đúng không? Chính xác. Nó là thách thức cho rất nhiều doanh nghiệp không chịu thay đổi, không chịu đổi mới và không chịu lấy một thứ Nam gọi là đòn bẩy công nghệ vào vậy, trong vậy thì cái biện pháp tốt nhất là anh em chúng ta cùng nhau tạo lên một cái cộng đồng, từ đó giúp họ để biết cách làm sao marketing và bán hàng, đúng không nào? Vâng. Vậy thì tôi là Đỗ Tam sẵn sàng ở đây và giúp đỡ các bạn, hay còn gọi là xuất từ khóa Tam Gốm Sứ. Và tiếp theo, tôi vẫn là tôi, Nguyễn Thị Hoài Nam. Các anh chị có thể tìm Hoài Nam bất kể nền tảng nào. Hoài Nam có công thức giúp các bạn có thể nổi tiếng trên đa kênh, trên đa nền tảng trong một thời gian cực kỳ ngắn. Bởi vì người ta nói rằng thành công thì có công thức, mà thất bại thì có nguyên nhân. Đằng sau
sự thành công của mỗi người, họ đều có công thức chính xác trước các bạn, và Hoài Nam thì có khả năng làm được cho các bạn điều đó. Nếu các bạn muốn đưa công việc của mình lên internet, nếu các bạn muốn nổi tiếng, và đặc biệt là nếu các bạn muốn tìm những cái sản phẩm tiếp thị liên kết mà không cần phải ôm hàng, không lo động vốn, không lo phải đóng hàng, giao hàng, vận chuyển, thì đó là lý do vì sao các bạn cần tham gia cộng đồng cùng nhau làm việc cùng Hoài Nam và cùng anh em. Chúng ta sẽ tạo ra một cộng đồng để giúp cho mọi người có thể kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết, và đó cũng chính là lý do vì sao ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 3 ngày của tháng 3 sau khi chúng ta ăn Tết xong thì Hoài Nam đã sẵn sàng cho một khóa học, đó là Affiliate thời đại mới. Khóa học này sẽ dạy cho các bạn toàn bộ những cái bí kíp, những cái chiến lược giúp các bạn có thể kinh doanh trên tất cả các nền tảng mà không cần phải bỏ vốn của mình. Rất là mong chờ. Rồi xin mời tiếp theo. Với Nam là Đinh Tiến Nam, một người làm chuyên gia marketing cho các nhà thuốc, và đối tượng của Nam là các anh chị em dược sĩ. Và như các bạn biết rằng là với chị Nam là có rất nhiều các sản phẩm để các bạn có làm về affiliate, thì đối với Nam cũng có vô vàn các sản phẩm để các bạn làm về affiliate, khi trong tay Nam có hàng nghìn dược sĩ trên cả nước, họ cũng sẽ là những cái cánh tay đắc lực để hỗ trợ bạn, để giúp bạn làm affiliate ngay cả khi bạn ở bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam. Và hãy tìm chúng tôi trên mạng internet, bạn có thể gõ bất kỳ tên của ai trong một trong ba chúng tôi cũng sẽ xuất hiện ở trên mạng internet để các bạn có thể kết nối, và chúng ta cũng có thể cùng nhau bắt tay nhau có thể làm giàu ngay trong năm 2024. Ok, ba chúng tôi chào. Ok nào. Ok. 1 2 3. Yeah. Đâu, bắt tay kiểu này. Okay. Ok. Và chào mừng các bạn sẽ đến với những cái sự thay đổi bứt phá trong năm 2024 này. Chúng tôi đã nhận rất là nhiều những cái nguồn lực từ cộng đồng. Chúng tôi đã gặp rất là nhiều cái may mắn ở trong cuộc đời này. Và đây là lúc mà chúng tôi mong muốn là mang đi cái giá trị của mình sau những cái năm dài tích lũy những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Thì đây là lúc chúng tôi rất là mong muốn được cống hiến cho cộng đồng. Bởi vì hiện tại chính là hái tiền. Và chúng tôi đã sẵn sàng để hiến tài của mình để giúp bạn có thể thành công bứt phá trong năm 2024 này. Yeah. Hay quá. Cảm ơn chị Hoàng Anh. Anh xem nước xong nó phải